Chào mừng em đã quay trở lại với Tokyo Camera, lại là mình Sơn Nguyễn đây. Hôm trước chúng ta đã được đi đập hộp cũng như là qua một số các hướng dẫn sử dụng nhanh về chiếc GoPro Hero 10 này. Hôm nay thì như đã hứa, mình sẽ đi làm một cái video test cái chất lượng quay tối của chiếc GoPro Hero 10 cũng như là một số các cái chất lượng xung quanh như là về cái khả năng lọc gió, lọc tiếng ồn này, hay là về cái độ nóng của chiếc camera này, hay là về cái thời lượng sử dụng pin ở chế độ 4K 30fps để xem là cái chiếc camera này nó trụ được khoảng bao lâu anh em nhé, cũng như là xem cái nhiệt độ của em nó có nóng hay không. Ok, chất lượng video như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này anh em nhé. Bắt đầu thôi. Như em đã biết thì hôm nay là ngày Noel. Đây. Bây giờ thì mình sẽ đi ra siêu thị mua một chút đồ cho đêm Noel. Clip này được thực hiện bằng GoPro 10 và đừng quên subscribe channel Tokyo Camera để đón xem thêm nhiều video khác chất lượng hơn anh em nhé. Bây giờ thì hãy cùng mình đi test xem chất lượng của GoPro 10 ở những ánh sáng buổi tối như thế này nó có được thực sự là tốt hay không. Nó mới đổ nhựa không, nó chỉ ủi thôi, nó giải đá thôi, nhưng mà ý là cái đường nó phẳng ấy thì nó không bị sóc như ngày xưa. Tết là điện rất gần, nhưng mà Tết với Sơn Nguyễn xa hàng cây số. Mình đi vòng qua đây làm gì? Bên này mà. Bên đi mua bia à?
vậy là đã quay được 43 phút 46 giây, còn bao nhiêu phần trăm pin này? 15% pin, quay 4K 60fps. Lúc này thì máy cũng khá là ấm. Ấm thôi, không hẳn là nóng ran đây như là những con máy đời trước đâu. Ấm thôi, quay 4K như này, nhiệt độ như này là ổn rồi. 14% pin. Như vậy là về, chắc là về nhà chúng vừa hết pin 45 phút. Đấy, 4K 30fps anh em nhé. Bye bye. Bye bye. Cuối video thì mình xin đánh giá qua một chút về cái chất lượng camera của chiếc GoPro Hero 10 này, cũng như là về một số các cái thứ xung quanh của em nó. Đầu tiên thì cái thứ khiến cho mình cảm thấy ấn tượng nhất đấy chính là về cái tốc độ xử lý của con chip này. Nó rất là nhanh, rất là nhạy này. Khi mà mình ấn quay phát là nó quay liền luôn. Nó không hề có một chút gọi là cái sự delay gì cả. Tiếp theo nữa nhá, cái khả năng kháng gió của cái chiếc camera này nó rất là tốt anh em ạ. Như em thấy trong video ấy thì mình đi xe máy, mình đi tốc độ khoảng độ 30 km/h, và mình có giơ hẳn chiếc camera này ra ngoài trời luôn, mình quay như thế, mình có trò chuyện ở trong quá trình mình đi, nhưng mà gần như là anh em để ý đấy, nó không hề có một chút tiếng gió nào thổi vào camera đúng nào, chứng tỏ là cái khả năng lọc gió của chiếc camera này rất là tốt anh em ạ. Và chúng ta có thể sử dụng để ghi lại những cái cuộc trò chuyện trên hành trình của chúng ta, nếu mà chúng ta quay đi ngoài trời, đi xe máy hay đi xe đạp, rất ổn anh em nhé. Cái điểm tiếp theo nữa đấy chính là mặc dù là mình cầm tay như này. Đấy, mình chỉ cầm tay như này mà thôi, nhưng mà cái khả năng chống rung của nó thì rất là tốt, rất là ngon rồi này, chống rung được khỏi cái bàn này. Có một cái điểm nữa, đấy chính là về nhiệt độ của máy, rất mát anh em ạ. Với cái nhiệt độ phả ra từ chiếc GoPro 10 này, nếu mà anh em gạt cái lẫy ra, anh em mở cái lẫy ở phía dưới gầm này ra, máy nó có thể tản nhiệt được ra ngoài, thì máy rất là mát. Nó không bị nóng như là những phiên bản đời trước, mặc dù là mình đã quay ở 4K em nhé, mình đang quay ở 4K và 30fps. Thường trên những phiên bản đời trước ấy, nóng ối rồi ôi luôn. Nhưng mà trên phiên bản này thì không hiểu sao là máy cầm nó chỉ hơi ấm ấm một chút mà thôi, nó không bị nóng. Đó. Nếu mà anh em muốn tối ưu nhất về cái nhiệt độ ấy, thì anh em hãy set một cái mức độ phân giải cũng như là một cái tốc độ khung hình nó hợp lý. 30fps thôi, nếu lên 60 ấy, thì nó sẽ gần như nó quay phải thu lại cái lượng frame rate nó gấp đôi lên. Thì lúc này máy sẽ rất là nóng này. Và anh em hãy lưu ý rằng là chọn cho mình một cái thẻ nhớ phù hợp anh em nhé. Thì cái loại thẻ nhớ phù hợp như mình đã giới thiệu ở cái video lần trước ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái thẻ Extreme Pro. Đấy, thì với cái SanDisk Extreme Pro này, đây mình sẽ giơ cho anh em xem cái thẻ này. Thì với cái thẻ này, nó sẽ cho mình một cái tốc độ đọc ghi nó rất là ổn, rất là nhanh này. Và nó sẽ hạn chế cái khả năng gọi là chết thẻ, hạn chế mất file anh em ạ. Đó là cái điểm mà khiến cho mình rất là tin tưởng sử dụng sau rất là nhiều đời sử dụng Action Cam. Từ cái chiếc Osmo Pocket đời 1 này, cho tới Osmo Action đời 1, cho tới Pocket 2, Action 2, mình đều sử dụng cái chiếc thẻ này. Cho tới cả GoPro, cho tới cả những cái chiếc One X2 chân các, mình cũng sử dụng cái thẻ này, rất là tin tưởng sử dụng anh em ạ. Đấy, cho nên mình cũng muốn giới thiệu cái thẻ này tới anh em. Ok, đấy thì đó là những cái nhận xét nhanh của mình về chiếc GoPro Hero 10 sau một quá trình mà mình trải nghiệm nhanh một clip vừa rồi cho anh em đấy. Thì cảm nhận của anh em thế nào về cái chiếc máy quay này, hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video nhé. Và theo anh em thì nó có xứng đáng mức giá khoảng độ hơn 13 triệu đồng hay không, thì anh em hãy để lại ý kiến ở phía dưới comment anh em nhé. Còn bây giờ thì đừng quên cho mình xin một like, một sub thôi, cũng như là hãy nhấn vào nút chuông để nhận thêm thông báo về những video mới nhất. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.